Hậu trường tập 154. Gì anh? Ok. Ok. Nằm trọng lòng đó. Nằm trọng lòng đó. Kỳ vậy ta? Mất tiêu rồi. Rồi nó đứng đây mà. Kỳ á? Không lẽ nó biết mình tới đây? Lại gì anh nói? Đúng là nợ hại thiệt. Nhưng mà không sao. Lại chụp đi chứ. Bây giờ mà anh thấy nó sáng quá. Cái đó thì anh chỉ có một kế hoạch rất là hay. Hay kế hoạch? Hay lắm. Nghe nè. Ok. Gì ta? Dạ. Ok rồi, cởi ra hết. Đúng rồi. Ủa gì vậy? Có cỏ cáo khoái được chân vậy? Ủa? 1, 2, 3. Chỗ khác giống anh nhìn em anh tập trung không được. Ừ. Cái móng xong rồi giờ cái thằng cái gì nữa? Cái chân. Rồi. 1, 2, 3. Ok, cảm ơn các bạn đã xem xong tập 104 nha. Thì các bạn biết tên gì chưa? Chị Chara đã có kênh mới trên YouTube rồi nha. Và tên, phải nói lại tên. Ok, cảm ơn các bạn đã xem xong. Có thể có lại cái video. Ok, chị Chara có kênh mới nha. Và kênh đó tên là Chara Cái Vũ Tim. Thì các bạn nhớ qua cái kênh đó. Qua cái gì mỗi kênh đó đúng không? À, lỗi lại. 2, 3. Ok, cảm ơn các bạn. Phải không? Chán ghê. Vậy rồi, làm nhanh lên. Anh nhận một cú hết rồi. Hết gây vô gây. Ủa, mày ở trong nhà máy mà, mày đâu ra đây? À, nó ý nó đói bụng á. Ủa, chơi. Mày, anh nói mày đói bụng thì...